Tôi là Quang Quý, các bạn đang theo dõi 5 phút sống sạch, hãy tái chế tôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng kể về câu chuyện tái chế dừa tươi vừa được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Vì sao lại là xuất khẩu trái dừa tươi mà không phải là các sản phẩm chế biến từ vỏ dừa, gáo dừa, cơm dừa? Bưởi Việt Nam dù được nhập khẩu sang Mỹ sau bưởi Trung Quốc lại có giá cao hơn đến 3-4 lần, nhưng nó lại bắt đầu được yêu thích nhiều hơn. Quả bưởi là một nguồn cung cấp chất xơ một cách cực kỳ tuyệt vời nha. Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng. Tái chế tôi. Không chỉ trên chai nước này, cả ba chai này đều có một cái dòng chữ rất là quen thuộc, đó chính là hãy tái chế tôi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng kể về câu chuyện tái chế các bạn nha. Thật ra thì có rất là nhiều những cái điểm cực kỳ khác biệt nha quý vị. Thứ nhất là chúng ta sẽ thấy là vỏ của những cái chai này á, nó mỏng hơn, do đó là nó nhẹ hơn những cái loại khác. Và thứ hai là chúng ta có thể để ý thấy là những cái vòng tròn là những cái ký hiệu ở trên đây nè. Tái chế tôi, hành động nhỏ bằng đóng góp lớn, đó chính là xu hướng. Tại Việt Nam của chúng ta thì mỗi năm có lên đến khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, chỉ 27% trong số đó được tái chế thành công mà thôi. Mỗi năm quá trình chế biến và sản xuất nhựa thải ra 850 triệu tấn CO2. Một con số khổng lồ mà nghe thôi là rùng mình đúng không ạ? Nhưng mà phải khẳng định rằng là trong nhiều mặt cuộc sống hàng ngày thì chúng ta không có thể nào mà không sử dụng nhựa. Tại vì lợi ích của nó, đó là lý do vì sao chúng ta cần phải tái chế đó quý vị. Như vậy thì những cái hành động mà các nhà sản xuất ghi trên những cái chai nước kia chắc chắn là nó đã được thực hiện. Và nhà sản xuất này cũng đã có mặt tại Việt Nam. Và tại Việt Nam của chúng ta thì cũng đã có những doanh nghiệp chuyên về việc tái chế những cái sản phẩm như là Quang Quý đã đề cập ở trên. Theo Quang Quý được biết là vào ngày 20 tháng 4 năm 2023, công ty cổ phần nhựa tái chế Duy Tân, Duy Tân Recycling đã tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 nhà máy với năng lực sản xuất lên đến 30.000 tấn một năm tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Nhà máy có diện tích 65.000m2 tại cụm công nghiệp nhựa Đức Hòa Hạ, tỉnh Long An, có công suất sau khi hoàn thành là 100.000 tấn một năm. Và Quang Quý cũng đã có dịp cùng với các doanh nghiệp đến tham quan nhà máy. Nhà máy có dây chuyền sản xuất hiện đại nhập khẩu mới từ châu Âu nha. Ngoài các tiêu chuẩn ISO cho hệ thống quản lý, sản phẩm còn đáp ứng được các tiêu chuẩn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA. Ngoài ra còn có là chứng nhận quốc tế từ Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu EFSA. Đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam của chúng ta thành công trong mô hình áp dụng công nghệ tái chế, đó chính là Bottle to Bottle. Mỗi chai nhựa đã qua sử dụng sẽ được tái chế thành các hạt nhựa, tạo ra một cái vòng lặp chai nhựa mới, giúp giảm sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch thưa quý vị. Số lượng chai nhựa đã được xử lý tái chế không có chỉ là cung cấp nguyên liệu cho các công ty đối tác nhãn hàng FMCG lớn tại Việt Nam mà còn xuất khẩu sang hơn 10 quốc gia, bao gồm là Hoa Kỳ và cả châu Âu nữa. Và theo thông tin mới nhất từ Duy Tân Recycling thì 6 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp này đã thu gom và tái chế 26.000 tấn rác thải nhựa, tương đương 2 tỷ chai nhựựmột con số cực kỳ ấn tượng đúng không ạ? Và công suất hiện nay của nhà máy đang đạt là 60.000 tấn một năm, trong đó tỷ lệ tiêu thụ nội địa là 50% và xuất khẩu là 50%. Và tham quan tại nhà máy này thì quý còn lạ một cái điều là cái nước thải từ quá trình sản xuất của nhà máy sạch đến mức là doanh nghiệp có thể dùng nước này nuôi những cái hồ cá chép koi nhiều màu sắc. Và trời, quý nhìn nó ở dưới nha, nó bơi rất là khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Nhà máy đang được vận hành theo tiêu chí 3-0 trong quá trình sản xuất, đó là không rác thải, không khí thải và không nước thải. Việc áp dụng 3 tiêu chí này không chỉ giúp cho doanh nghiệp có thể thúc đẩy cái việc sản xuất không gây ô nhiễm môi trường mà còn quan tâm nhiều hơn đến việc tái sử dụng các nguồn năng lượng trong sản xuất. Và không dừng lại ở đó thì quý cũng nghĩ rằng là cái bài toán lớn nhất là làm sao để quá trình sản xuất và sử dụng nhựa cần được tối ưu để giảm thiểu tác động tới môi trường, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Đó chính là vấn đề mà các đơn vị sản xuất lớn như là Duy Tân Recycling đã và đang làm. Nó cho chúng ta thấy là cái sự phát triển bền vững vì một môi trường xanh, sạch và cho hiện tại cũng như là tương lai cho con em của chúng ta. Đi du lịch, gió hiu hiu, ngồi uống dừa, thiệt là chiêu. Trên bàn của Quang Quý đó chính là một trái dừa tươi, chính xác hơn là trái dừa xiêm ở Bến Tre. Không biết là quý vị có biết một cái tin vui từ trái dừa tươi của Việt Nam của chúng ta trong thời gian gần đây không? Đó chính là dừa tươi vừa được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Và đây là một cái kết quả của một quá trình đàm phán lâu dài, cũng là nỗ lực của ngành nông nghiệp và người nông dân Việt Nam. Với việc mở rộng thị trường Trung Quốc thì dự kiến kim ngạch xuất khẩu dừa tươi có thể tăng thêm 200 cho đến 300 triệu đô la Mỹ ngay trong 2024.
đồng thời dự báo tăng trưởng mạnh vào các năm tiếp theo. Một cái câu hỏi đặt ra ở đây đó chính là vì sao lại là xuất khẩu trái dừa tươi mà không phải là các sản phẩm chế biến từ vỏ dừa, gáo dừa, cơm dừa hay là nước dừa? Thiệt ra thì Việt Nam của chúng ta đã sớm xuất khẩu trái dừa sang Trung Quốc rồi. Năm 2015, tỉnh Bến Tre ghi nhận xuất khẩu hơn 16 triệu trái dừa sang Trung Quốc và vẫn duy trì một lượng lớn hàng năm. Tuy nhiên, số dừa này dùng cho rất nhiều những mục đích khác nhau. Còn trong nghị định thư vừa được ký vào chiều ngày 19 tháng 8 năm 2024 vừa qua, mặt hàng được ghi rõ là dừa tươi. Sản phẩm này phục vụ cho nhu cầu sử dụng trực tiếp của người Trung Quốc vì họ đang tìm kiếm một loại thức uống mà tốt cho sức khỏe. Như vậy thì vì lý do nào mà người Trung Quốc lại ưa chuộng dừa tươi của Việt Nam? Đó chính là sau khi mà đại dịch kết thúc á nha, thì thời tiết nắng nóng nè, và đặc biệt hơn nữa là người Trung Quốc rất là quan tâm tới sức khỏe, cho nên là họ muốn uống nước dừa tươi, đổ xô đi mua nước dừa. Trung Quốc phải tăng nhập khẩu, và sau Thái Lan thì họ chọn Việt Nam để nhập khẩu trái này từ các nước Đông Nam Á. Ngoài uống nước trực tiếp thì người Trung Quốc còn kết hợp với nhiều loại trái cây khác để có thể pha chế nước dừa thành nhiều món giải khát cực kỳ ngon. Ở nước ta thì dừa được trồng tập trung tại các tỉnh duyên hải miền Trung và cũng như là đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, khi mà nhắc đến loại trái cây này thì người ta nhớ đến ở đâu ạ? Đó chính là Bến Tre, đúng không ạ? Thấy dừa thì nhớ Bến Tre, thấy bông sen thì nhớ đồng quê Tháp 10. Một tín hiệu đáng mừng là những năm gần đây tỉnh Bến Tre đã có diện tích dừa lớn nhất nước ta là quan tâm đầu tư trồng dừa hữu cơ để có thể xuất khẩu. Hiện nay địa phương này đã có hơn 7.000 hecta dừa trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ và trong đó hơn một nửa đã đạt chứng nhận. Đặc biệt là trái dừa xiêm Bến Tre thưa quý vị. Đây. Ngon nha. Xuất sắc luôn á, rất ngọt luôn. Loại dừa này có nước ngọt hơn hẳn và để càng già thì cái độ ngọt càng cao. Được cho là loại dừa cho nước uống chất lượng cao nhất trên cả nước, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý bởi Cục Sở hữu Trí tuệ. Quay lại với câu chuyện vì sao người Trung Quốc lại chọn nước dừa tươi để uống là vì họ cho rằng á, là nước dừa rất tốt cho sức khỏe. Và theo Quang Quý tìm hiểu á, thì tổng cộng là có những 6 công dụng của nước dừa tươi đối với sức khỏe của chúng ta. Hãy cùng với Quang Quý điểm qua nha. Công dụng đầu tiên đó chính là nước dừa chứa 94% nước và ít chất béo, gần như là không đáng kể. Trong khi đó lại bao gồm carbohydrate, đường và các vi lượng quan trọng cho cơ thể. Có thể kể đến như là calcium, magnesium, phosphorus và cả potassium. Nghiên cứu ban đầu ở trên chuột cho thấy nước dừa giúp giảm hoạt động của gốc tự do nè. Ngoài ra còn giảm huyết áp, giảm triglycerides và cả giảm nồng độ insulin ở trong cơ thể. Nước dừa có thể giúp giảm lượng đường trong máu cho những người mắc bệnh tiểu đường. Ví dụ như những người lớn tuổi trong gia đình của chúng ta có thể sử dụng nha. Thí nghiệm trên những con chuột được uống nước dừa cho thấy là hàm lượng hemoglobin A1C cũng thấp hơn, tức là cái khả năng mà kiểm soát lượng đường trong máu về lâu dài sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đó là lý do vì sao có những lời khuyên cho những người lớn tuổi mắc bệnh tiểu đường thì hay uống nước dừa. Nước dừa ngăn chặn các tinh thể dính vào thận và các bộ phận khác của đường tiết niệu, do đó làm giảm số lượng tinh thể hình thành ở trong nước tiểu. Trong một cái nghiên cứu mà quý nhớ nha, là từ năm 2018 có sự tham gia của 8 người, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nước dừa làm tăng lượng kali, clorua và citrate đi tiểu ở những người không bị sỏi thận, có nghĩa là nước dừa có thể giúp thải độc cơ thể và giảm nguy cơ mắc bệnh sỏi thận. Với tác dụng là làm giảm huyết áp, nước dừa có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Đây là một loại thức uống an toàn cho người có huyết áp cao. Công dụng cuối cùng mà Quang Quý có nói đến liên quan đến trái dừa của chúng ta, đó chính là có lợi cho người đang mệt mỏi sau lao động hoặc là tập thể dục thể thao. Đó, những người trẻ như chúng ta nè, đi làm suốt ngày rồi, về mình chữa lành với một trái dừa. Nước dừa có thể là thức uống hoàn hảo để có thể là phục hồi và bổ sung lượng nước, cũng như là bổ sung chất điện giải bị mất trong quá trình tập luyện. Đã có những nghiên cứu chỉ ra như thế này á, là nước dừa giúp cải thiện khả năng tập thể dục tốt hơn là nước lọc hoặc là đồ uống tăng lực trong một ngày cực kỳ nóng bức. Và như chúng ta cũng có thể thấy là nước dừa hoàn toàn có thể thay thế nước lọc trong nhiều tình huống, giúp bạn có một thức uống ngon và tốt cho sức khỏe. Trông như quả bóng vàng xanh bổ ra tôm tép xếp thành múi xinh, đó chính là quả gì? Wow, chính là quả bưởi. Hiện nay thì cả nước ta có 105.400 hecta trồng bưởi, sản lượng gần 905.000 tấn với các giống bưởi đa dạng đặc trưng cho từng vùng miền. Một số giống bưởi nổi tiếng ở Việt Nam đó chính là bưởi da xanh và bưởi năm roi. Trong nhiều năm qua thì bưởi được ví như là một người anh hùng thầm lặng của nông sản Việt, được cấp visa xuất khẩu sang 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm EU và Trung Đông. Từ cuối năm 2022 đến nay, nhờ ký nghị định thư xuất khẩu chính ngạch vào Mỹ, New Zealand, nên xuất khẩu đã tăng trưởng đột biến.
Có thể nói thì thị trường Âu Mỹ rất yêu thích bưởi Việt Nam, một quả thuộc chi cam chanh nổi tiếng vì lợi ích cho sức khỏe. Và đặc biệt thì bưởi Việt Nam dù được nhập khẩu sang Mỹ sau bưởi Trung Quốc lại có giá cao hơn đến 3-4 lần, nhưng nó lại bắt đầu được yêu thích nhiều hơn. Còn ở Hồng Kông thì bưởi Việt Nam của chúng ta đã vượt mặt bưởi Thái Lan vào năm 2022. Bưởi Việt Nam được người Hồng Kông ưa chuộng không chỉ vì chất lượng mà còn vì ngoại hình của nó nữa. Và quý vị có thấy là trái bưởi này rất là tròn và đều nha, vỏ xanh mọng cực kỳ đẹp luôn. Chính vì vậy mà người Hồng Kông sử dụng bưởi để ăn hoặc là chế biến thành món salad và cả là làm chè nữa, cho đến làm vật phẩm trưng cúng trong các lễ hội văn hóa và tôn giáo. Và có một cái tin vui mới nhất là vào tháng 7 năm 2024, trái bưởi của Việt Nam vừa được phép xuất khẩu chính ngạch sang Hàn Quốc. Và nếu như mà không có trở ngại gì thì đầu năm 2025, trái cây giàu dinh dưỡng này sẽ tiếp tục có cơ hội xuất khẩu chính ngạch sang Úc. Khi mà nhắc tới bưởi thì chúng ta thấy là bưởi rất là tốt cho sức khỏe đúng không ạ? Chúng ta có thể ăn mỗi ngày mà không gây ra tác dụng phụ nào. Và sau đây đó chính là 8 tác dụng của quả bưởi. Tác dụng đầu tiên là bưởi có lượng vitamin C cực cao và hoàn toàn không chứa chất béo. Quả bưởi là một nguồn cung cấp chất xơ một cách cực kỳ tuyệt vời nha. Một quả bưởi cung cấp 6 gram chất xơ. Và có một điều đặc biệt, bưởi giàu chất xơ không hòa tan giúp ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa. Lợi ích tiếp theo của trái bưởi mà Quang Quý nghĩ là chắc là các chị em rất là thích, đó chính là giảm cân. Đó, một quả bưởi đã gọt vỏ khoảng 600 gram như quý đã nói á, chứa 230 calo. Và đây là một con số mà tương đối thấp đối với một cái khối lượng thực phẩm lớn như vậy. Điều này khiến bưởi trở thành một món ăn bổ sung đặc biệt phù hợp với những người cần duy trì cân nặng lý tưởng. Tác dụng của quả bưởi ở mục thứ tư đó chính là chứa nhiều chất chống oxy hóa. Như chúng ta đã biết là các chất chống oxy hóa trong quả bưởi á, cụ thể đầu tiên đó chính là vitamin C. Ngoài ra còn có là naringenin và naringin. Cả hai đều thường được tìm thấy trong các loại trái cây họ cam và quýt. Ngoài ra thì bưởi còn chứa là lycopene, một chất chống oxy hóa và chống viêm. Nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa rất cao này mà quả bưởi có tác dụng chống lão hóa rất tốt. Tác dụng số 5 đó chính là bưởi có thể tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách giảm mức cholesterol và chất béo trung tính, hai chất béo trong máu có liên quan đến bệnh tim. Và các bạn thân mến, do hàm lượng chất chống oxy hóa cao cho nên là bưởi có thể là phát huy tác dụng chống lão hóa. Bưởi cũng có thể làm giảm sự hình thành các sản phẩm glycogen cách hóa cuối cùng như là aging. Do lượng đường trong máu cao gây ra, ages là thứ có thể góp phần vào quá trình lão hóa bằng cách gây đổi màu da, tuần hoàn kém, các vấn đề về thị lực và thận của chúng ta, đặc biệt là với những người mắc bệnh tiểu đường type 2. Đã có những nghiên cứu cho thấy là chiết xuất bưởi làm giảm đáng kể lượng ages được hình thành, lý giải cho khả năng chống lão hóa của loại trái cây này. Tinh dầu làm từ vỏ bưởi có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm rất là mạnh. Nghiên cứu cho thấy tinh dầu bưởi tiêu diệt Benzinidium esbatum, một loại nấm có thể sinh ra các chất độc thần kinh có hại, hiệu quả hơn tinh dầu từ cam hoặc là chanh. Naringenin, một trong những chất chống oxy hóa chính ở trong bưởi, đã được chứng minh là có tác dụng tiêu diệt tế bào ung thư tuyến tiền liệt và cả tuyến tụy luôn, cũng như là làm chậm sự lây lan của ung thư phổi. Trong các nghiên cứu trong ống nghiệm đã chỉ ra được điều đó. Và ngoài ra thì nghiên cứu trên chuột cũng cho thấy là chiết xuất vỏ bưởi cũng ngăn chặn sự phát triển của khối u, tăng cường hệ thống miễn dịch và tiêu diệt tế bào ung thư. Còn những lợi ích gì của bưởi nữa mà Quang Quý chưa đề cập đến, hãy comment và bình luận ở phía bên dưới để Quang Quý có thể đọc nha. Hãy bỏ ra 5 phút sống xanh mỗi ngày để cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn các bạn nha. Xin chào!